Đầu tiên xin anh em nghe vài lời chia sẻ trước. Thì cái con cà cuốn hay còn gọi là đà cuốn anh em, thì mình bắt nó là bằng cách là mình làm theo kiểu như bắt dế á. Mình để cái thau nước rồi mình mở đèn rồi mình mở tiếng của nó lên thì nó nghe kêu nó tới anh em. Cách này bắt rất là hiệu quả. Thì đây là cái bản tiếng cà cuốn hay còn gọi là đà cuốn. Tiếng này là tiếng mới để anh em làm. Anh em muốn cách làm hiệu quả thì liên hệ với Thuận số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cái cách làm cho anh em hiệu quả nha. Còn đây là cái tiếng của đà cuốn hay cà cuốn kêu, Thuận đăng ra để chia sẻ cho anh em nghe tham khảo. Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại để mua bản gốc nha anh em. Thuận cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông, trường, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trường, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là